Thưa quý vị, thưa các bạn, thời tiết nắng nóng đang tiếp tục xảy ra trên diện rộng khắp cả nước. Có những ngày, nắng nóng kỷ lục nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 50 độ C, khiến cho sản xuất và tiêu thụ điện tăng so với cùng kỳ. Bước vào năm 2020 với nhiều diễn biến bất thường và ngày càng phức tạp của thời tiết, nên mức tăng sản lượng điện cao đột biến từ 10 đến 15%. Để ứng phó trước những diễn biến khó lường này, Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã chỉ đạo các đơn vị lập phương án cấp điện theo các chế độ vận hành và phương án cấp điện trường hợp thời tiết cực đoan. Tuân thủ mệnh lệnh chỉ huy điều độ, đảm bảo tính thời gian thực về các giải pháp tối ưu trong vận hành. Từ đầu năm, EVN-NPC đã đóng điện thêm 2 trạm biến áp mới, tăng công suất lắp máy biến áp lấy điện 110 kV lên gần 500 MVA. Cùng với đó là việc cải tạo lưới điện, hoàn thiện các mạch vòng trung áp. Dự báo cái tình hình nắng nóng của mùa hè năm 2020 cho nên là ngay từ cuối năm 2019 tổng ty cũng đã có nhiều cái chuẩn bị, nhiều cái giải pháp. Cụ thể là ngay từ tháng 10 năm 2019 đã giao cái danh mục đầu tư chống quá tải năm 2020 cho các đơn vị và chỉ đạo các đơn vị thực hiện cái công tác đầu tư xây dựng cho lên đến 30 tháng 4 là cơ bản cái công tác đầu tư xây dựng của kế hoạch năm 2020 đã hoàn thành. Tại tỉnh Nam Định, trong các đợt nắng nóng cao điểm cực đoan, sản lượng điện ngày cao nhất đạt khoảng 11,5 triệu kWh, tăng 6,28% so với cùng kỳ năm 2019. Thời điểm công suất lớn nhất xuất hiện vào cao điểm trưa, từ 11 đến 14 giờ, tối từ 17 đến 22 giờ. Để chủ động công tác đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè năm 2020, Công ty Điện lực Nam Định đã triển khai hàng loạt các giải pháp. Trong đó, hoàn thành 29 danh mục sửa chữa lớn lưới điện 110 kV theo kế hoạch năm 2020. Hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế trên địa bàn với 17 dự án có tổng mức đầu tư gần 140 tỷ đồng. Những cái ngày hè nắng nóng có những máy nó quá tải lên tới 130-140%. Thì như hôm nay chúng tôi thực hiện là thay cái máy biến áp của cầu sắt 2 để nâng công suất từ 320 lên 400. Trong thời gian tới chúng tôi đã lập phương án và thay toàn bộ những cái máy mà chúng tôi đang theo dõi mà có cái nguy cơ quá tải cao. Cái tình tiêu thụ điện thì chúng tôi hiện nay cũng tương đối lớn, tức là bình quân mỗi một tháng khoảng độ 1,5 tỷ đến 2 tỷ tiền điện một tháng. Chúng tôi chú trọng đến các cái đầu tư công nghệ mới, ví dụ như là nâng cấp cái hệ thống cung cấp điện, rồi là hệ thống tự động để mà giảm cái tiêu thụ sử dụng điện. Tại Quảng Ninh, để đảm bảo nguồn điện luôn được thông suốt, Công ty Điện lực tỉnh đã khuyến cáo khách hàng cần sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả bằng cách tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, trang bị các thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng để giảm chi phí tiền điện, cũng như góp phần bảo đảm cho hệ thống điện vận hành ổn định, liên tục 24 trên 24 giờ trong các đợt nắng nóng kéo dài khi nhiệt độ ngoài trời trên 36 độ C. Để giải quyết tình trạng quá tải cục bộ vào những giờ cao điểm, hạn chế cắt điện, tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Ở cái mùa nắng nóng này thì phụ tải dân và của người dân với lại các cơ quan sinh nghiệp là dùng rất nhiều. Cho nên là phải tăng cường tiếp xúc lên để cho đảm bảo cho đường dây vận hành cho tốt. Trước khi mùa nắng nóng đến thì chúng tôi đã chuẩn bị sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng trên lưới, đáp ứng được cái việc là vận hành liên tục. Đồng thời là chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn tất cả các cái vật tư thiết bị, rồi các cái phương tiện công nghệ thông tin để đáp ứng cái việc là khi mà có sự cố xảy ra thì chúng tôi giải quyết được nhanh chóng nhất. Theo Bộ Công Thương, sản lượng điện thương phẩm tháng 5 ước đạt 18.150 triệu kWh, tăng 5,9% so với tháng 4 và tăng 2% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng 2020, điện thương phẩm đạt 84.512 triệu kWh, tăng 3,1%. Cho đến thời điểm này, tất cả các kế hoạch, phương án chuẩn bị đảm bảo cung ứng điện cho mùa nắng nóng năm 2020 của EVN-NPC đã sẵn sàng. Đi liền với các giải pháp về đầu tư, EVN-NPC cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp kỹ thuật để chủ động ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.
bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn, liên tục với khả năng cao nhất trong mọi tình huống. Để năm 2020 này, khách hàng khu vực phía Bắc có một mùa hè không lo thiếu điện.